nè, không nè, hồi hồi giáo đây thôi, ngồi nè. Sao mày già cả rồi mà khó khăn chứ vậy? Cái đó chuyện của tao nói nữa. Bỏ tao già tao mới khó chứ, tao già rồi tao nhí nhảy nhảy tụi bay thì dễ dãi, tụi bay bay lên đầu tao ngồi. Hello tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh của Chảo Mini Tiếp. Hôm nay anh em Chảo là quay băng đêm một bữa thứ ra sau. Nếu cảm thấy được mong muốn Chảo quay một ngày hai clip luôn. À, do nhu cầu của anh em nha. À mà quên nữa là anh em mà nhớ ủng hộ ghé cái shop mà Refi Chảo Mini á, shop Chảo Mini.com á nha, là shop Refi của Chảo, nạp cạc và quay những vòng quay may mắn này kia. Còn bây giờ thì anh em Chảo này nướng bò nè với tôm. Bò Chảo mua một ký mấy, gần 2 ký với gần 1 ký tôm nha. Thì nay chú với anh em với Tú này kia đồ với mấy anh em nữa nướng ăn đây, bắt thang này chắc đập thang nướng đây, tại bên ngoài tối quá tối rồi. Nướng đây rồi bắt các bạn này ăn luôn ha anh em. Trời ơi trời, ông nội ở đây. Ui gì vậy? Thì sao đang không để đồ đây bước phía vậy? Trời mưa đồ vô để đó chứ, để đâu, để đồ thôi nè. Người đốt hết nha, ướt mày rồi bị đốt hết. Mày đốt lấy gì quẹt vậy tao mặt ngáo rồi nó bà nội mày cái ngáo. Thôi nói chứ anh em đem vô ốp cái, tại trong đó tối quá chắc gì nữa ốp xong đem đây đập thang đây rồi anh em Chảo quay tiếp nha. Giờ đập thang à anh em ơi, nướng đây rồi tại ngoài tối quá tối rồi. Ừ, bữa ăn đâu? Hả? Bữa ăn đâu? Ăn đây nè. Bữa đó ăn luôn hả? Ừ, góc này nè. Nãy gia đình mà. Ê, ê. Chỗ lỗi đây không chú? Ừ. Bệnh nào? Bệnh kia bệnh mới ấy á, bệnh nhất á nhất á. Đừng có nắng mà đừng có gắt. Nắng mà không bọc cái đường. Hết thay rồi. Tú làm với còn không còn rồi, Tú làm với còn biết dùng nữa. Không thì chạy vô đây chiên. Không cháy. Xong. Thang. Bắt đầu chiến. Đấy. Có ai ăn ké không? Hả, có ai ăn ké không? Có mày. Đổi đi. Có làm có ăn chứ. Đổi con chỉ chút. Kìa, cái máng đó kìa. Trời ơi. Bò trước hay gì? Bò trước đi. Mới mới bò, mới tôm gì đó. Không, bò, 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 bò nó lâu lắm. Ở bên nào bên ấy ăn như anh em. Nhìn nè. Trời ơi, bò mày ăn tái cũng được mà, nướng sơ qua ăn tái cũng được nữa. Không biết đó, biết là biết nấu bự nữa chứ. Ăn trong tôm kìa, tôm gần, á. Gần 2 ký bò đó. Ít đâu. Nói ra bò nè, con tái ăn cũng được nữa. Ồ, quan trọng nữa kia kìa, con tôm á. Tao mới dọn cái bàn thờ rồi kìa, hai chỗ luôn. Hai đứa này chỉ ngồi rất là vô đốt nhang cho tôi quỳ coi lại. Thấy không mọi người? Để tắm luôn đó hả? Ừ, là chỗ chưa phá đâu tắm, chưa phá xe dữ rồi mà. Chi nó lâu. Ừ là trời, ra làm tiếp hay gì vậy không? Em mày đó. Có như đây ăn đủ không? Vừa chết. Ông hết anh dài vậy. Rồi xong chưa? Hai đứa diễn rồi xong chưa? Xong rồi. Tịnh tâm chưa? Rồi vô đây. Đi tao đưa vô lên bằng thờ ngồi. Vậy đi thay ấm thì. Tao mới dọn rồi, không chứ, tao mới dọn bằng thờ rồi, dọn thì ngồi chẳng luôn cho đẹp. Tao đút ngang luôn à. À một thằng nè, đó, lấy cho ngồi luôn. Bốn thằng đi chứ nãy giờ ở đây đâu phải ấy đâu, phải má đâu. Trời con. À chó là mới bắt vậy. Thấy không? Mới bắt gì con chó đâu thấy không? Đó. Quay đây xuống con. Wow. Ừ, quên đó. Lấy bàn ra luôn rồi cái bàn đi nè, bàn cả chút.
Để cho đâu để coi sáng là nó chấm cái gai sao. Để cho thằng sáng làm đi. Chấm gì? Chấm mà. Thì coi bò nướng với tôm nướng làm chấm gì? Có chao không? Chao. Chao cho đi mua. Vô ăn rồi chặt cái chân nó cho coi. Để nó giờ không? Để nó giờ là trên chục con đó. Chín rồi. Chín rồi. Thôi để con cắt đi. Để lát dừng chú vô xong xuống làm bộ. Chưa tắm nữa hả? Làm dòng nội tao. Chút. Ừ. Tao 10 giờ mà. Trời ơi, mới đi ngang ngoài thấy cái mùi. Không, chú nè, sáng tắm nè, chiều tắm nè. Một ngày chú tắm hai cử đấy. Chứ không phải đâu, có sáng, này. Sáng 6 giờ là anh đem ra uống, phải là ông tắm. Tắm, rồi tới 10 giờ chú tắm làm chi, qua 3 giờ chú dậy rồi, mình mẻ mấy nữa. Rồi sao làm nước chấm gì, đứng coi mày. Một ngày tắm hai cử còn hơn đại gia nữa. Làm gì đó, muốn xem. Chẳng là xếp. Chú liền nó không có lắp nhiều đâu. Đấy, mày, hỏi đi. À, quên đó, anh em mở Bluetooth qua đây tôi gỡ vô miếng thịt qua. Quay mình em ơi. Bên nào máy lại ra nhưng mà gọi là bò sấy khô ý. Mày gấp miếng thịt còn ngay còn ngay nó liếc tao hơn vậy. Tao đâu có táp tao đâu ăn đâu mà nó liếc tao ghê vậy. Táp là con vậy. Mày chua quá. Chứ mày nghĩ con gì? Ai biết. Chú nó táp gì. Tôi dọn miếng thịt nướng tao tái gì được nè chú. Phải không? À, nhưng mà đã. Nó tái mà nó phải vàng, không nó ngon. Không ăn con rồi lát nữa mày gãy răng luôn cho nó. Gian tình như kỹ trời. Trời 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 trời, cái gì muốn ăn trước dòng sau mày. Tao lên. Được không? Gian trước dòng sau nè. Ừ. Trời. Tao miếng là trên trước sau cũng như người lớn người nhỏ hiểu không? Đợi thả nó vậy. Bây giờ nó rồi. Nó rồi. Nó ghẹ đó. Ông mở mày Túc ơi. Vô đây nè. Chị giờ mới đặt dịch chỗ nào, bây giờ mới vô mày? Nhìn mặt gạo. Hả? Cái bản mặt của nó kìa, chứ không nhìn mặt nó kìa. Dạ, làm chuyện vô bu vậy. Chuyện gì vô bu? Điểm đầu. Đầu sao? Đầu sao? Ở đâu vậy mới về? Mày đi nhỏ nào mới về đây? Hỏi gì em bán không? Hả? Về. Tao hỏi mày bị đi với nhỏ nào mới về đây? Ba cái chuyện làm đầu tôi bận công chuyện đó. Ủa chứ mày bị sợ rồi, chở bà hàng xóm rồi hay cô Năm gì mày đi hả? Tôi làm gì có. Phải không? Mà không nghe nói không? Yeah. Lúc mà làm mày nghe đập than giống lửa là nó bằng công chuyện vậy lắm. Thì đúng rồi. Bạn mày mà hồi chiều qua hồi chiều tụi em có thích với nhau mà bạn mày mà. Mày hỏi đâu chi? Thằng này là những cái ngủ mới thích kìa. Đúng rồi, nhìn mặt này ngủ mới thích nè. Rồi dẫn nó cha tiểu ha. Giờ anh em tôi làm xong chưa rồi về dám mặt vô ha. Không nằm lăn lăn hồi quá. Bởi mày nói tới mày tao nói thiệt chứ lại nói với mày tao cầm cây bún mày tao. Lấy kẹ lấy bạn nào Phan lấy hai dĩa nè Phan. Trời ơi nó mới thành cái giấy lấy luôn rồi. Tao đang nói rồi mày lấy không luôn mày ngồi đây cháu nghe không nè à, mày vô đây ngồi nè. Sao mày già cả rồi mà khó khăn như vậy mà nói chuyện cũng cho tao nói nữa. Ủa tao già tao mới khó chứ lấy tao già rồi tao nhí nhảy nhẫn tao bay tao dễ gì ấy tao bay tao lên đầu tao ngồi à mơ mốt tao đưa lên núi không đèo mơ mốt tao đưa đẩy xe lên núi ở trên tỉnh mình lên trời ơi bình thường vẫn bình thường vậy. Kệ quá cho măng kìa. Quay bên này ơi. Đấy. Vợ con. Kệ cho măng kìa Túc. Cái gì? Cây nè. Túc. Đúng rồi. Chơi với con Năm. Năm mà đồng đi mày chứ đu Năm. Tao biết đi vào kia. Ở ngoài kia nhắc vào mày 350 ngàn à. Trời ơi. Mấy giá chân trời. Cũng tới chết luôn á. Đúng. Già không già không biết à. Đúng. Dữ dằn. Chạy. Ê, bố hỏi mà anh sổ con chó là chạy như bả luôn, chạy như nó luôn. Chưa. Người ta gặp bạn người ta còn nói chuyện, còn cái này gặp bạn không nói bạn nó lơ luôn. Cái đám mà nào cũng có mày vô lên trên nó bèo lại sao nó bèo? Chứ sao nữa? À, cái đám mà nào cũng bèo tao là hàng con tao, hàng cháu tao. Rồi sao mày ở đâu mày vô hoài không bèo hả? Đám mà nào cũng mày lại sao hả? Bây giờ mày muốn sao? Mày muốn sao? Hả? Giờ mày muốn sao? Hả? Rồi, gớ cái đầu. Cái đầu là cái nào? Cái đầu mà làm cái gì vậy? Cái thảo đó đó vô bỏ cái dầu ở vô. Làm cái gì? Cho khói lên không ngủ. Nè, có than nó bỏ vô than vô. Bạn mày đó. Cái gì nó ông nội luôn rồi đó, thấy không? Nó nói bận việc lúc là nướng hay là làm cái gì đó bận việc không à? Thầy bố bố tới tôi bận công việc. Ờ, thầy bận đi. Rồi bận lên núi sống cái khỉ vậy nó. Trời ơi, người ta là người đứng giá. Đây này người ta cũng làm đó, tôi cũng làm rồi đó thấy không? Con lãi gì của ông mà ông nãy ông chửi con dữ à?
mày ơi, mày cũng cháu thôi. Cháu mày không cháu thôi vậy đó. Mày không cháu. Tao nói cho mày nghe chứ tao không chửi mày đâu. Nói nghe mà muốn ăn thịt luôn vậy đó. Không, kệ kìa. Mày ăn cái đầu nó dính đó. Ăn to nó lớn nó quen hả mày? Biết ha. Đúng không, bánh bèo? Bánh bèo tao có tên. Đúng không, con trai? Thôi, thằng này dễ thương nè, con trai nè, tao chịu này đó. Rồi, thôi, ăn trước đi. Mày ra xong xuôi phải không? Tao mới tắm rửa. Tắm cửa rồi. Nè, 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 tối đây đó nghe anh em nè, với một nồi đó nữa, tại vì anh em ăn lay ga trước. Hồi này tối ngày nó lâu quánh thiên quân không à. Rồi từ từ đi. Trời nè, cái chén nè, chiều nó quăng nó dục nè. Bây giờ lớn hơn trước đi thử coi anh em ném coi sao. Ngửi con tôm trước đi nè. Rồi ngửi miếng bò. Để thử trước coi. Không, chú thôi chú làm thử đi coi vừa ăn không đếm. Thì chú thử chú cái này nè. Chị miếng chào ngon không? Bộ đã. Thôi chứ mở anh em nha. Vô con tắm anh em ơi. Chở nào nè. Đồ uống nước tắm cũng ngon quá anh. Không ơn ta hả? Ngáo. Nhớ bà đội mày đó. Rồi tao mời đó. Cái gì với em vậy để làm gì? Mời gì mà không nói gì vậy đó. Mà lại chịu sao đi cạp á. À đúng rồi, được bán đồ sống đi. Được này dễ thương nè. Bán đồ sống đi, mua vé cho quán đồ. Tao cũng chuẩn bị qua bản nó vợ. Bởi vì nó giờ suy nghĩ về nước Mỹ. Con giống không được chứ bộ. Đỡ. Em cũng phải có gào. Sao mà chờ tao cất không mày? Đậu. Cái này là phải kêu mấy con chó vô. Lắm. Nó ăn rồi phải không? Sắp đầu chó luôn. Cóc luôn nướng nữa. Làm bẹp món thứ hai. Hết à, sắp chó nướng luôn hả? Ừ. Cái này nãy em để trong cái tủ lạnh. Lấy vô dần cái đá. Ăn giòn ngon luôn. Phải không? Cải á. Cái cọng này là cọng đường ấy. Ngồi dưới lắm. Ngồi dưới đó xíu quan sao đi. Giờ đang gì với anh em? Mà anh em ăn đầu tôm gạch của ông chú gọi là cứt. Cái này kêu ngày vô ốc ỉ nè. Biết gì? Nhà vô trong ốc khỉ. Biết không? Bỏ lại này còn khét rồi kìa. Đi rồi, quên nước. Chua nữa kìa. Cái cạn. Có miếng thì nấu cho xong đi. Thôi. Đó, ăn đi. Con tôm nè. Thôi ra ngoài tôi nghĩ ra này. Nãy giờ tắp quá trời luôn. Từng miếng này. Cái miếng nó bự chứ là tốt. Cái nhỏ nhỏ nó bự chứ trời. Không gà. Trời ơi. Mày làm như tao như heo vậy. Tao người chứ không heo đâu mà làm gì heo rồi tát miếng bự vậy. Mẹ ơi tao nhét vô cho. Nhét vô đâu, nhét hồng vô đâu. Heo nhét luôn, lẹ ra. Nhét gì vậy? Nhét không, đỏ hồng á. Ừ, trời ơi. Nhét đỏ hồng á. Ừ, ừ. Cái này hả mày? Mày hả? Mày hả? Thằng đồng ở đây ok, để bữa nào cho nhân vô nặng nặng xíu. Mày đứng đấy. Nói chứ à. Bay quá trời bay rồi. Kiến nói chứ chắc clip anh em có chạo anh em hết tốt anh em ơi. Thì nãy giờ ăn cũng xong, dân nước cũng xong giờ nè. Nói giờ còn có nhiêu đây à, mà cũng hết nổi rồi. Giờ chờ cho mấy đứa nó ăn sao nó ăn luôn đi. Mua quá trời mà. Thì mấy đứa này nó ăn rồi, họ chờ mấy đứa kia nó vô nó ăn nữa. Chừng thôi nào nữa. Ơi, đừng chờ cho em nha. Anh có chờ em đâu. Ủa? Chờ bị ngáo gì vậy? Mày chửi đi. Thôi, con không chửi. Chú chửi đi. Ờ, này bây giờ chắc ba anh em nha.